Hôm nay mình đau mắt nên là mình lại đeo kính. Các bạn chắc là quen rồi. Bắt đầu một cái clip phóng sự của VTV. Bắt đầu một phóng sự của VTV. Đều đặn vào 7 giờ tối cuối tuần, nhóm người này lại có mặt ở phố đi bộ Hồ Gươm với hành trang là một cuốn sổ, một cây bút cùng hàng trăm chiếc kẹo mút cất trong túi. Họ đến đây để trục lợi từ người dân bằng hoạt động lừa đảo từ thiện. Bất cứ ai lọt vào tầm ngắm của nhóm đối tượng này đều bị nhét kẹo mút vào tay như thế này. Nhiều người cảm thấy khó chịu, nhét vào tay đã cố gắng rời đi, thế nhưng vẫn bị túm áo kéo lại. Người ta đang đi đường kéo người ta vào để nhét kẹo mút. Lừa đảo chuyên nghiệp nên những đối tượng này thậm chí còn tự trang bị cho mình những tấm thẻ giả của một tổ chức từ thiện để dụ dỗ người dân. Nhưng mà chưa bị. Chú có thể ủng hộ cho bọn em, ủng hộ bọn em, mua đi được không? Nhưng mà ủng hộ này là ủng hộ như nào? Dạ, kẹo đây, xong rồi cháu sẽ lấy số tiền đấy để mua sách và bút đồ dùng cho các em ạ. Một cây kẹo mút ủng hộ trẻ em nghèo có giá 100.000 đồng. Ôi giời ơi, 100.000 đồng. Kiểu tôi cứ tưởng là cái bút mà trong hội đồng thi IELTS là đắt nhất. Nhưng mà ý là kiểu em cũng biết những cái hình thức mà lừa đảo như này nhưng em không nghĩ là đến mức 100.000 đồng ấy. Ôi 100.000 đồng. Vãi chưởng luôn. Mày đã gặp cái trường hợp này trên phố bao giờ chưa? Chắc em ít là phố đi bộ nên em không gặp. Anh cũng ít đi bộ nhưng mà anh thấy là kiểu anh nói chung là anh có thấy rồi nhưng mà anh chưa gặp phải tình trạng này bao giờ. Kiểu thường là kiểu ủng hộ tùy tâm hoặc là 30-40 kiểu đấy ha. Cái này nó hơi mang cái tính chất kiểu ép buộc hơn là đấy, từ thấy, thiện kiểu, tại vì từ thiện thì nó thường phải đến xuất phát từ tâm ấy. Thì đây lừa đảo mà, đã lừa đảo còn lôi kéo người ta nữa, bức xúc ha. Thằng anh ơi, anh lấy một cây nữa nhá. Rồi anh lấy một cây nữa nhé. Em cảm ơn anh chị. Lấy thêm một cây nữa nhé. Sau đó ghi tên vào sổ và ép phải đưa tiền ủng hộ. Không ít người dân đi chơi trên phố đi bộ Hồ Gươm đã mất tiền với chiêu trò lừa đảo này. Bạn sinh viên này vừa mua một cây kẹo mút. Trông mặt bằng hoang. Thôi thôi. Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi vừa làm gì vậy? Tôi vừa mất 100.000. Tiền của tôi. Bạn sinh viên này vừa mua một cây kẹo mút. Trông bạn ngơ ngác quá. Trông giống mày. 1:07 nha. Ê, trông giống mày xong bị lừa quá. Ê, trông bạn ngơ ngác lắm. Mày xong bị lừa. Thằng kẹo em ấy xong rồi bảo ghi tên lại, xong rồi bảo đây là nhóm bên nào ấy, bảo là ủng hộ mấy trẻ em nghèo ấy. Thì là em ghi xong rồi mới bảo là thì ủng hộ ấy. Em ghi tên xong rồi em nhận kẹo xong rồi ủng hộ ấy. Nó bảo là cái gì kẹo tình thương cái gì đóng góp cho người nghèo ấy. Thế xong rồi nó lấy của em bao nhiêu tiền? Em cho nó đầu tiên nó em đưa nó 20, xong nó xin em là 30-50 nghìn. Mỗi khi tìm được con mồi sẽ có từ 2-3 đối tượng phối hợp với nhau để vẽ ra các màn kịch từ thiện lừa đảo. Sau khi lấy được tiền của người dân, số tiền này sẽ được chia nhau ngay tại chỗ. Mức độ chia chác tùy thuộc vào công sức đóng góp vào màn kịch của từng đối tượng. Tuy nhiên, không phải tiền ai tươi thất thật luôn nhóm này lừa gạt. Dù đã rút ví ủng hộ 200.000 đồng sau khi nhận được 2 chiếc kẹo mút, thế nhưng trước thái độ vòi vĩnh thô thiển của đối tượng này, hai bạn trẻ đã đòi lại tiền ngay sau đó. Nào, chị đưa đi cho em. Này, xe không biết đòi tiền nhau. Xe rồi đâu? Em không đưa nữa. Em mời tí lên đi, xe rồi đâu? Chỉ cách đi. Em không đưa nữa, em không có được. 200.000 đi đâu? Ôi dồi ôi, bà còn bảo là 200.000 chứ. Có gì đâu, 2 phút 20. 200.000 cũng là tiền, 2.000 là tiền. Ê, mà kiểu tức nha, xong rồi đã thế còn đeo khẩu trang kiểu nửa nửa như thế nữa. Ê, có phải là chị nhìn thẳng vào cam đúng không? Không biết, nhưng mà trong mặt chị cũng lạc lối. Chắc là cũng kiểu chắc là bị thôi miên rồi, bị thôi miên đi làm này rồi. Em không giúp được. Giúp nữa. Tôi giúp xóa đi. Đến điểm đại học còn sửa được, dăm 3 cái sổ này rồi. Xé đi làm lại chị. 200.000 chứ đâu. Nhưng mà cái này kiểu em hơi khó chịu. Là bơ chị đưa em 200. Bơ chị có đưa em 200 không nhở? Hay là chị muốn cướp? Em nói sợ thì bạn gái đồng ý. Em nói sợ thế. Thôi chị đừng có. Em đừng có bà lên. Không được đâu. Anh ấy tỉnh táo đấy. Em cảm ơn. Mà đi với bạn gái mà kiểu bị ngại. Ngại bạn gái. Chả có gì bị ngại nhỉ. Nhiều người ngại ấy, kiểu như là sợ bạn gái đánh giá ấy. Đưa 200 ra tự quyên góp lấy, kiếm nhìn chỗ cho quyên góp uy tín hơn. Lại còn lôi cả bạn gái vào ấy. Kệ bạn gái không suy kệ diện. Mẹ. Nếu người ta yêu mình, người ta sẽ yêu cả tiền của mình. Người ta sẽ tiết tiền cả mình. Người ta sẽ tiết tiền luôn cho mình. Nhớ, mấy bài này kiểu mà từ thiện em nói chuyện với nhiều kiểu rồi, bắt em người ta bắt ép mình đưa ấy. Đây, không phải mất 2 kiểu. Nó ra nó đưa em 2 kẹo, em không biết tí hết, tự bảo vòng tay lớn bảo ai được nhận cả. Em tưởng là kiểu người ta cho em là như thế nhưng mà họ không cho gì cả. Em nói thẳng luôn, đây là lừa đảo. Em bị gặp nhiều rồi, em biết gặp nhiều lần rồi, biết từ sau vẫn nhận. Ông bị bắt nè đúng không? Ông bị bắt nè. Trong tối qua
Công an phường Tràng Tiền đã bắt giữ ổ nhóm này cùng toàn bộ tang vật, đưa về trụ sở để xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận không hoạt động cho bất cứ tổ chức từ thiện nào. Số tiền lừa đảo được sử dụng hoàn toàn vào mục đích tiêu xài cá nhân. Dùng hoàn toàn mục đích tiêu xài cá nhân. Mình chưa bao giờ bị lừa tại vì mình không có tiền. Ai đưa mình cái tin bảo không có tiền, em không có tiền, em không có nhu cầu, em không biết gì hết, em chỉ là con gái thôi. Còn mình thì cũng không biết đấy phải bị lừa không. Đó là có một lần mình đi ăn trên Tống Duy Tân thì sẽ hay có những cái bà hoặc là trẻ em, bà rất già bán kẹo cao su ấy. Thì đợt đấy là con trẻ mới yêu và còn sĩ. Đấy chứ, mình đã bảo rồi, chỉ có mới yêu mới thế thôi. Mới yêu và còn sĩ thì mình lấy ra rút là 20, thì một cái phong kẹo đấy giá 10.000. Mình đưa cho bà và mình định nói với bà là thôi thì con lấy một phong kẹo đấy thôi, còn 10.000 còn lại con gửi bà. Chưa định nói câu đấy xong, bà rú tay mình phong kẹo nữa, bà chạy mất. Mình chưa gặp tình huống tương tự, chỉ có một cái là ngày xưa lúc mà đi với lớp đi lên Côn Sơn Kiếp Bạc thì có cô bảo là cháu ơi xem quẻ các thứ nhé, xong cô đưa vào tay mình luôn ấy. Mình tự sao cô ấy tốt thế, sao cô ấy cho mình xem nhở, xong rồi mình nhìn cháu ơi đấy, kiểu ý là em bị dí cầm ấy, xong rồi đến lúc mà em cầm là cô ấy đòi tiền luôn, cũng không trả lại được. Như cái tiết vừa rồi ấy, tức là kiểu khi mà mọi người kiểu đưa tiền cho như thế, tức là đấy là cái lúc mà mọi người đang trong một cái trạng thái khá là bối rối thì mới quyết định nhanh như thế được, tức là kiểu cái tâm lý của mình nó đang không thực sự là mình làm ấy, nó đang bị hơi bối rối và kiểu cần gấp và mình đang muốn đi đâu đấy luôn, thì tự nhiên người làm phiền thì mình cho xong chuyện, thì chắc là mình nghĩ cái tâm lý như thế. Thực ra là cái kiểu lừa đảo từ thiện này thì nó sẽ có nhiều cái hình thức mà có thể thực hiện được ấy, như kiểu là kiểu có mấy hồi như ở hồi đợt bọn mình đi Sapa thì hay có mấy cái em bé em nhỏ hay vây quanh để kiểu xin một chút tiền các thứ, thì thực ra là cái đấy mình không đánh đồng tất cả, nhưng mà sẽ có, mình nghĩ là một vài thành phần là sẽ là kiểu tức là những cái người lớn đấy người ta lợi dụng cái tình đúng thương rồi. Của những cái du khách để cho tiền các em trẻ đấy, nhưng mà thực sự là những cái tiền đấy cuối cùng nó lại về đúng túi rồi. Của những cái tổ chức đấy, tức là không nói là cá nhân đi. Thực ra thì là cái câu chuyện này nó không mới, nó cũng xảy ra nhan nhản rồi. Đôi khi mình không xác định được người đấy khó khăn thật hay là kiểu như tình trạng như này thì mình biết là 90% mà lừa đảo rồi. Nhưng mà khi trên đường gặp một người khó khăn thật ý thì là thôi thì thà giúp sai còn hơn. Thường sẽ chọn phương án vậy. Thế á? Anh sẽ chọn phương án vậy. Em thường là không giúp, bởi vì chính những trường hợp như này mà em nghe quá nhiều rồi mà em chưa gặp, nhưng mà em sẽ mặc định là em sẽ không giúp. Xong nếu như em quay đi em sẽ bị cắn rứt lương tâm đấy, em sẽ bị kiểu úi hay là người ta khổ thật nhở, nhưng mà không giúp, em vẫn không giúp đấy. Nhưng mà em bị sợ một cái là em hay bị cái tính kiểu nể ấy. Nhỡ mà có một ngày mà gặp thật người ta sẽ đưa cái kẹo mút vào người em, xong rồi em kiểu lúc ấy không cảnh giác chẳng hạn, mà là có con nhỏ đi cùng, mà con thì nó lại rất thích kẹo, nó sẽ cứ đu theo, thì em sẽ có thể thôi là sẽ bị dính, nhưng mà em nghĩ là khả năng đấy chắc không cao đâu. Không, nhưng mà có một cái tình trạng bây giờ anh hay gặp phải là bây giờ anh không cầm tiền thật nữa rồi lại đôi khi cầm nhiều người đúng đúng mà chẳng hết lại xin mã QR thì nó cứ ôi kiểu gì ấy. kỳ cái xong người ta đưa mã QR ra thì mình lại bắt đầu nghi. Thực ra thì chúng ta đều biết cái này là từ tình thương dễ mà, nên là người ta cứ làm thôi. Kiểu thực ra từ thiện nó cũng chỉ là một dạng mua bán, theo như từ góc nhìn của mình đó là mình đưa tiền để cho người ta mình mua lại về sự bình yên, sự an tâm ấy, nhưng mà cảm giác cái đồng tiền của mình nó không được sử dụng đúng chỗ, khó chịu lắm. Người ta lấy tiền xây nhà, làm nước, làm cốc nước. Nếu mà các bạn nhớ thì cách đây cũng khá lâu rồi, có một cái case study là cái brand thì họ có làm cái quảng cáo để gây quỹ từ thiện trẻ em ung thư, nhưng mà cái diễn tưởng cái clip về xem thì nó rất là sức mướt và cảm động, tại vì tựa nhìn em thì rất là thương. Em mới cạo chọc hết cả đầu, rồi nói chung là trông rất là thương cảm đấy. Nhưng nó sau một thời gian cũng gần sau thì phát hiện ra là em ấy cũng tưởng cái em đóng ấy không phải người bị ung thư thật, đấy chỉ là diễn viên thôi. Sau rồi kiểu cái tiền mỗi cái gói mì được bán ra thì chỉ được một ít thôi. À ý là họ có từ thiện nhưng mà họ không... Tưởng nó không thật, đấy chỉ là khủng hoảng truyền thông thôi mà đã bị lên án như thế rồi. Thì những cái chuyện như này thì mình nghĩ là nó sẽ bị lên án ở một cái mức cao hơn rất nhiều. Mình toàn đóng theo công ty. Thì như cái đợt Covid là mình sẽ hoặc là theo công ty hoặc là lên Mặt trận Tổ quốc đúng không? Mặt trận Tổ quốc đúng không? Trên Tổ quốc Việt Nam là có riêng một cái địa chỉ với cả số tài khoản các thứ là uy tín. Thì mình đóng vào đấy mình cũng cảm giác là tiền của mình được đi đến ít ra là đúng nơi hơn ý. Một nơi nó chính chuyên hơn, nhưng mình không đóng vào theo các tài khoản của người nổi tiếng đâu. Kiểu cảm giác nó không đáng tin ý. Nói chung là mình thì không có nhiều tiền đấy, nhưng mà mình muốn là mình đã từ thiện rồi thì số tiền đấy phải đến được đúng nơi mà nó nên đến. Như có một đợt là hôm nay thì họ từ thiện là phát đồ ăn cho những người vô gia cư.
hoặc là mình có thể từ thiện bằng quần áo, đủ sách vở, thậm chí là tóc cho bệnh nhân xạ trị, hoặc là đi hiến máu hàng tuần. À không, hàng tuần thì hơi quá. Mình thấy có một vài cái tổ chức tức là họ không tặng tiền mà là họ sẽ đến dạy nghề. Tặng nghề. Nó kiểu tạo ra một cái cần câu cơm ấy, chứ không tặng tiền. À thì nói chung là anh cũng làm nhiều hình thức từ thiện rồi, theo cá nhân có, theo công ty có, theo tổ chức cũng có, gặp những trường hợp khó khăn trên mạng cũng có. Ở chung là thường là sẽ bằng hình thức chuyển khoản đến cá nhân hoặc là tổ chức, nhưng mà thường là chuyển khoản đến theo tổ chức đó. Và mình thấy là ngay cả các em nhỏ như là mình hồi bé đi học nó cũng làm thiện đấy chứ, kiểu là gom giấy vụn này hay là gom sách, gom đồ chơi cũng làm từ thiện mà. Thì mình cũng ủng hộ quần áo nữa, ủng hộ sách nữa đó. Thứ mình có em trên nồi với cả sau ấy thì làm từ thiện rất chỉ âm thầm ấy. Tổng cái quỹ tiền từ thiện cả đôi tỷ rồi chúng cháu ra khoe ra đấy. Đấy anh ấy flex rất khéo mọi người. Không. Nếu mà khoe thì ầm ầm rồi, nhưng bây giờ chỉ là trong một cái video mình nói chuyện như thế thôi. Thực ra thì mình cũng chưa có cơ hội được đi làm từ thiện hay đứng ra hoặc là tham gia vào một tổ chức nào đó. Thì mình nghĩ là như vừa nãy mình với anh Dư đều nói, mình hãy tìm những cái nguồn nó uy tín nhất, uy tín chính thống nhất và được xác minh bởi nhà nước. Đúng. Còn nếu mà các bạn muốn tự tổ chức để nhận từ thiện thì thực ra vẫn phải thông qua, vẫn phải thông qua, phải xuất phát từ cái tâm của mình thế thôi. Thì nói chung là lên phố đi bộ thì thực ra mình nghĩ là nếu mà các bạn là người Hà Nội rồi ấy thì cũng không ít lo lên đâu, đúng không? Sẽ thường sẽ ít lên, hoặc là lên thì sẽ rất mình là sẽ kiểu biết. Mình sẽ biết hết những cái mánh khóe, những cái chiêu trò của họ rồi. Nhưng mà giả dụ bạn là sinh viên, bạn mới lên Hà Nội hoặc là kiểu mình cũng chưa quen cái không khí rồi những cái lâu dòng chảy ở đây lắm, thì mình có thể tức là kiểu không phải là ai muốn, tức là ai offer, gọi là ai đưa cho mình một cái yêu cầu gì rồi mình cũng nhận. Đúng. Để rồi kiểu xong nhỡ lại kiểu bị chuyển thành tiền thì sao, thì đấy lại rất là dở. Như là trước mình lên Hồ Gươm chẳng hạn, mình có ngồi với cả chị mình tự nhiên có bác bảo hai cháu trông đẹp đôi quá, bác chụp ảnh cho về mà treo kỷ niệm. Ôi xong bà chằm. Thì là không bắt, tức là mình vẫn có ảnh thì tức là kiểu chỉ là không rõ ràng ngay từ đầu thôi. Nhưng mà giả dụ đấy không phải mình thì sao, nhớ đâu đấy là một bạn sinh viên mới lên Hà Nội đi, thì các bạn không có tiền thì nó lại dở ra, đúng không? Thế nên là nếu mà không rõ ràng về cái gì thì một là hỏi cho kỹ, hai là chạy đi. Thế thôi, cố lên nhá. Nó xem cái cách họ nói chuyện rồi họ bắt người kiểu mọi người lên phố đi bộ, mọi người tự nhiên gặp một người lạ đến kéo bạn vào trong một khu, dúi vào tay một cái kẹo và ok đưa tiền đây. Hình như có một đợt em đi chùa Thầy em cũng bị người ta dúi vào tay em một cái bùa gói muối lúc mà đầu năm mới. Cũng hay bị cái trò đấy là dúi vào tay bùa cả. Đây cô chúc cháu bình an, cháu cho lại cô tiền nhé. Xong rồi mình sẽ đưa lại gói muối cho các bạn. Cháu cũng chúc cô bình an nhé. Tại bây giờ có nhiều vụ lắm, nhiều vụ dàn cảnh ý. Mình được nghe các bạn mình kể mà mình cũng thấy sợ. Thế là cái này chỉ là lừa tiền thì còn không nói chuyện nhá. Nhiều cái dàn cảnh còn lừa cả người ý. Dàn cảnh ra kiểu giữ hộ đồ một tí. Như ngày xưa em hay được cảnh báo là kiểu em ơi giữ hộ anh, hoặc là đi ship đồ hộ anh một tí rồi anh cho mấy tiền gì gì đấy. Kiểu mình nghĩ là họ vội vàng thôi, nhưng mà biết đâu trong gói đấy có thể là mai thúy. Nói chung là sợ lắm, mình chả biết là tin lòng tốt ở đâu nữa. Rồi vừa rồi những chia sẻ bọn mình về vấn nạn lừa đảo gắn mác từ thiện, và mọi người nghĩ sao thì mọi người có thể để lại comment bên dưới nhá. Còn bây giờ thì bye. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.